hơn 100 con ngựa của kỵ binh Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đang chăm sóc huấn luyện hơn 100 con ngựa để trang bị cho lực lượng kỵ binh. Bộ Công an cho biết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang chăm sóc, huấn luyện hơn 100 con ngựa nhằm phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời gian tới. Số ngựa này đang được huấn luyện tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc ra mắt lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ. Ông đề nghị các chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ đúc rút và học hỏi kinh nghiệm các nước đã có lực lượng kỵ binh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước những thành công bước đầu khi ngựa được chăm sóc, huấn luyện bài bản và thích nghi tốt với điều kiện tại trung tâm. Trước đó, trong dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật cảnh sát cơ động, Bộ Công an cho biết lãnh đạo bộ đã chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng đối với việc tăng cường xây dựng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc tăng thêm về lực lượng, tổ chức mới như thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi sẽ tiếp thu ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.